Xin chào quý vị khán giả, đây là cửa sổ công nghệ trên FBNC. Rất nhiều những thông tin công nghệ đặc sắc và mới nhất được cập nhật trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Singapore phát triển công nghệ xe tự lái. Tìm hiểu chiếc máy làm giá sạch tự động của anh nông dân trẻ tại Cần Thơ. Cách vô hiệu hóa tính năng tự động phát video trên Facebook. Thưa quý vị, hiện nay các công nghệ mới đang giúp ích rất nhiều cho việc hỗ trợ giao thông, đặc biệt là trên xe hơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một công nghệ giúp dẫn đường tốt hơn. Tuy nhiên đây không phải là một thiết bị có những chi tiết phức tạp mà lại cực kỳ đơn giản. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên anh chàng Nguyên Khang. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục tuần này có gì mới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh của một chiếc kính có khả năng hiển thị GPS dành cho xe ô tô. Nghe thì tưởng chừng đây sẽ là một thiết bị có khá nhiều công nghệ tích hợp, tuy nhiên nó chỉ là một chiếc kính. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh tổng quan của thiết bị này. Ngày nay thì vấn đề an toàn giao thông đang là vấn đề khiến nhiều hãng xe phải tích hợp nhiều công nghệ để hỗ trợ người. Quá trình thử nghiệm của thiết bị. Chúng ta vừa điểm qua những hình ảnh của thiết bị này. Vậy ngoài một chiếc điện thoại và một chiếc kính ra thì làm sao để nó hiển thị được thông tin như vậy? Đó là nhờ vào một phần mềm kèm theo máy và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của phần mềm này và cách sử dụng chiếc kính. Phiên bản đầu tiên của chiếc kính đã xuất hiện ở triển lãm công nghệ CeBIT 2020. Vẫn còn đang phát triển ở trên diễn đàn Kickstarter, cho thấy những vật liệu bình thường trong đời sống đều có khả năng trở thành những thiết bị hữu ích. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm khác trong các số tới. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại phim trường với MC Vĩnh Phú. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần đầu tiên của cửa sổ công nghệ. Trong phần tiếp theo, chúng ta có một số nội dung đáng chú ý sau đây. NASA phát hiện bằng chứng từng tồn tại hồ nước cổ đại trên sao Hỏa. Singapore phát triển công nghệ xe tự lái.